Hoa sen thượng phẩm. Rời khỏi khu vực trung phẩm, tôi tiếp tục trì chú, chân đạp hoa sen bay vượt lên hư không, rồi lướt theo Đức Quán Thế Âm. Bây giờ tôi cảm biết thân mình lại lần lần cao lớn, cho đến lúc thân lượng to như khi mới thấy Đức Phật A Di Đà. Bồ Tát bảo tôi, bậc sanh về phẩm thường thường, đời trước tinh thông Phật điển, hoặc ngộ đệ nhất nghĩa đế, giới hạnh tròn sáng như minh châu, mạnh mẽ tinh tiến, dứt thập ác, hành thập thiện, gót đạo vững chắc, đem hết sức hành trì. Dù mấy mươi năm vẫn bền giữ y như một ngày, tu cho đến lúc thọ chung. Ngoài ra, trong sáu độ muôn hành cũng tạo nhiều công đức lớn nên mới được hóa sanh nơi đây. Bậc thượng phẩm thường sanh, sáu căn thanh tịnh, vọng tưởng không còn. Trong hạng này, có vị đã chứng đạt cảnh giới Bồ Tát, thần thông rộng lớn, biến hóa tự do. Chẳng hạn như muốn biến Bảo Liên Trì, toàn thể đều biến thành ao sen báo. Muốn biến cảnh điện tháp, hàng bảo thọ, thành quách, núi non, các loại trên cầm đều có thể tùy niệm biểu hiện. 18. Lời khuyên nhắc của Ấn Quang Đại Sư. Hoa sen nơi ao báo thượng phẩm, đó nhỏ nhất cũng bằng ba tỉnh của xứ Trung Hoa. Nói cách khác là bằng ba nước Mã Lai Á hợp lại. Bồ Tát nói tiếp, hiện tại ta đưa ngươi đi xem ao hoa bậc thượng phẩm. Tôi liền theo chân ngài, không bao lâu đã đến Bảo Trì. Liên Trì ở Cực Lạc, tuy nói là ao, thực ra diện tích rộng lớn hơn biển cả, không thấy ngàn mé. Bờ ao nơi đây so với các phẩm trung hạ nghiêm đẹp hơn nhiều. Quanh bờ ao có mấy lớp lan can bao bọc, phóng ra các sắc quang minh. Từ hoa sen phóng ra tiết hương sen màu lạ, nhẹ nhàng lan tỏa khắp nơi. Trong ao có những tòa đại bảo tháp lớn như non cao, trình bày nhiều hình, hoặc tròn, hoặc vòng gốc, hoặc cánh sen tuôn ra buông ức tia sáng. Ngoài ra lại có những chiếc cầu báo nối liền, cong vòng sáng đẹp. Mặt ao chẳng những có vô số hoa nở, mà còn gồm muôn cảnh trí hiện bày. Trên hư không có các lồng báo treo đủ châu hoa sáng ngời, liên tục chớp lấp lánh. Mỗi đóa hoa tính không kể xiết là bao nhiêu tầng lớp cánh. Trong mỗi tầng đều có tháp báo, đình đài, lâu cát xinh đẹp, khiến người nhìn say động ngẩn ngơ. Những gì ở trên đài sen, thân tướng đều cao lớn trang nghiêm, sắc chân kim thấu suốt, y phục phi thường diễm lệ, tuôn ra các ánh sáng báo nhiều màu. Đột nhiên Đức Quán Thế Âm hỏi tôi, trong đây có một vị pháp sư tên là Ấn Quang, người có quen biết chăng? Tôi vội thưa, pháp sư ở nơi nào? Đại danh của ngài con kính mến đã lâu, nhưng chưa hân hạnh được gặp mặt. Vừa nói xong, bỗng trong đài sen có vị nam tử độ 30 tuổi biến lại thành nguyên tướng của Ấn Quang Đại Sư bay đến. Tôi vui mừng đảnh lễ, cùng nhau đàm thoại nhiều điều. Hiện tại chỉ còn nhớ Đại Sư từng đô ba phen căn dặn rằng, nơi cõi ta bà đã cuối thời mạt pháp, đang buổi đầu của kiếp nghiệp, nghiệp cướp bóc, giành giật, chánh giáo suy di, nạn tai đẩy đầy, bậc chân tu thưa thớt, kế lại có một thời kỳ tạm hưng thành. Phật pháp như ngọn đèn bừng cháy lần cuối cùng, rồi lần lần tắt hẳn. Khi loài người còn 30 tuổi là thường thọ, tuổi thọ nhiều nhất. Các kinh điển đại thừa ẩn mất, chỉ còn kinh điển tiểu thừa. Lúc nhân loại 20 tuổi là thường thọ, kinh điển tiểu thừa cũng tiêu mất. Sau đốt, đến buổi loài người thường thọ là 10 tuổi, chỉ là một câu Nam Mô A Di Đà Phật để độ chúng sanh. Khi ông trở về nhân gian, gắn khuyên người hãy sớm giác ngộ tu hành mới có thể tránh khỏi muôn ngàn tai ách. Lại nên truyền đạt cho hàng tu Phật biết, phải nghiêm giữ tịnh giới, lấy giới luật làm thầy, dùng tín nguyện hành chân thật, một lòng niệm Phật, quyết định sẽ được giảng sanh. Hãy khuyên người tu, chớ dội cho mình là thông minh, lại đem giới luật của Phật định cùng quy chế của chư tổ nơi thiền môn tự chuyên canh cải đề xướng đường lối duy tân. Đó là điều trái giới luật, phạm thanh quy, khiến cho Phật pháp suy hoại, bậc tri thức đau lòng. Phải nhớ lấy lời ta dặn. 19. Phương pháp tương tư trì niệm. Kể lại, Bồ Tát và Ấn Quang Đại Sư đưa tôi sang Hoa Đài, đến một lâu cát lớn. Trên lối đi, các loài trên cầm đậu nơi những cành vàng lá ngọc, kết vòng sướng ca hòa với tiếng thiên nhạc, đôi khi lại thảnh thót niệm Phật du dương. Đến đâu tôi cũng thấy kỳ hoa diễm lệ đua nhau khoe sắc, lan tỏa hương màu thanh nhẹ, buông hoa tươi nở như cười, vườn vô số quả cầu tròn ánh ngời sáng rỡ. Lại có những hàng đèn trân châu, đèn lưu ly, đèn mã não giăng bày. Các dị bảo trong đèn đủ kiểu, tuôn ra nhiều ánh sáng màu chớp động,
đẹp không thể tả. Song tôi không rỗi rảnh để nhìn xem cho kỹ. Tiến vào lâu cát, cảnh lạ lại càng thắng diệu, làm cho tôi chợt dừng bước sững sờ. Trong lầu kim quy, ánh vàng lấp lánh chớp đồng, đất báo tỏa ra nhiều sắc hào quang. Mọi vật trước mắt đều phát ra ánh màu minh diệu. Đại sư đưa tôi lên lầu. Nơi đây có nhiều tấm gương thủy tinh, chính giữa là mặt gương tròn cực to rộng. Đức Quán Thế Âm dẫn giải: gương này có thể soi nguyên hình của mọi chúng sanh, đại thể như tâm tánh thanh tịnh hay vọng tưởng, phiền não nhiều hay ít, hoặc còn những nghiệp chướng gì. Trên lầu bài liệt bố trí chỉnh tề mấy hàng ghế thích bảo, toàn thể đều phát quang. Nơi giữa bàn có để bình báo, bát pha lê và những đồ vật lạ mà tôi không được rõ. Bồ Tát hỏi: ta biết ngươi đã đói, vậy có muốn thọ thực chăng? Tôi thú nhận và hỏi có món chi dùng được, thì ngài nói: nơi đây sự ăn uống cùng với phẩm hạ hạ đồng nhau, ngươi muốn thứ gì sẽ hiện ra thứ đó. Khi dùng vào, thức ăn bổ trợ làm cho thân tâm tươi tỉnh, rồi tan thành mùi thơm, không còn cặn bã. Tôi xin cơm trắng với một ít canh rau. Vừa nói xong thì món ấy liền hiện thành trong bát ba lê nơi bàn trước mặt. Bồ Tát đã trấn an: ngươi cứ tự nhiên ăn, chúng ta không thọ dụng chi cả. Theo chỗ tôi biết, những bậc giảng sanh về phẩm thường thường phần đông đã lên quả vị Bồ Tát, không cần ăn uống và cũng chẳng nghĩ tưởng đến sự ăn uống. Xét lại mình, tự cảm thấy hổ thẹn. Sau khi dùng xong, vừa để bát đũa nơi bàn thì những thứ ấy chợt biến mất. Tôi ngạc nhiên hỏi. Đức Quán Thế Âm đáp: bởi người có vọng tưởng đến ăn nên mới cảm thấy đói. Sau khi ăn xong, vọng tâm đã thỏa mãn, không còn nghĩ đến nữa. Tất nhiên các thứ ấy tự ẩn đi. Sự vật nơi đây đều tự ý hiện thành. Dĩ như trong giấc mộng, cảnh giới vọng tưởng dường có thật, lúc tỉnh ra chẳng còn chi cả. Bồ Tát liền đọc kệ: vọng tờ sương mù mộng ảnh động, cảnh duyên quyển hữu sắc lạc không. Ý này tâm tịnh liền khai ngộ, huệ nhiệt vô cùng hải tạc thông. Bậc giảng sanh phẩm thượng do công vọng tưởng được kết hợp với chân tâm, nên trong một sát na có thể nương nơi nguyện lực A Di Đà biến hiện vô số hoa đẹp trái ngon cùng các phẩm thức trân diệu cúng dường mười phương chư Phật. Đến thời thuyết pháp, muôn ức Bồ Tát đều ngồi ngay nơi tòa sen hoặc lầu cát, bảo tháp hay cung điện trong các hàng cây báo, trực tiếp nghe diệu âm của Đức Từ Tôn giảng dạy. Tôi trình bày: ở cõi Ta Bà có rất nhiều chúng hữu tình niệm Phật, tại sao ít ai trong cái cảnh giới cực lạc? Đức Quán Thế Âm: bởi phần đông cái trì niệm đó còn nhiều tạp tâm nên bị dòng niệm che lấp. Nếu quả một lòng niệm Phật không còn vọng tưởng, thì tâm rộng sáng suốt thông, tự nhiên sẽ thấy thế giới cực lạc bày hiện rõ ràng. Nhân cơ hội này tôi liền xin lời khai thị: bạch Bồ Tát, niệm Phật thế nào để được nhất tâm? Ngài bảo: chuyên tâm niệm Phật đến mức thanh tịnh gọi là tịnh độ thiền. Dùng tâm thanh tịnh làm căn bản để niệm Phật là thiền tịnh độ. Có phương pháp gọi là tương tư trì niệm, nghĩa là nương giúp nhau để niệm Phật. Cách thức này có thể áp dụng từ hai người sắp lên. Giả sử như bên giáp niệm Phật 5 câu thì im lặng nghe bên ích tiếp niệm 5 câu. Cứ thay phiên nhau niệm như thế. Khi bên này niệm, bên kia lắng nghe, câu niệm Phật cũng cần phải rành rẽ, rõ ràng, không gấp, không huỷu. Luân phiên niệm mãi như thế cho đến gần mãn thời khóa, rồi cùng đứng lên đảnh lễ và quỳ sám hối, phát nguyện hồi hướng. Cách trì niệm như thế ít hao hơi mỏi nhọc hơn, nên thời khóa có thể giữ bền lâu. Giá lại, nhĩ căn có đủ tánh duyên, thông và tường khi lắng nghe rành rẽ rõ ràng. Ý cũng duyên theo, người niệm như mình niệm, lòng niệm hợp nhất. Lần lần phiền vọng lắng nhẹ, tâm được thanh tịnh, Phật tánh sẽ lộ bày. Phải biết câu hồng danh là thanh hoa, là kết tinh của tất cả công hạnh phước huệ trong vô biên kiếp tu của Đức A Di Đà. Nên khi trì niệm, tất được tiêu trừ vô số tội khiên, sanh trưởng vô lượng phước đức. Lại nữa, tâm sáng lặng là thiền, bao hàm câu hồng danh là tịnh. Chẳng khởi vọng niệm là huệ, chí thành xưng thánh hiệu là phước. Cho nên phương pháp này cũng gọi là thiền tịnh môn hoặc phước huệ môn. Công phu càng sâu, dứt hết các tướng hữu niệm đồng vô niệm, chẳng phải thiền, chẳng phải tịnh, không phải một, không phải hai, chẳng phải sắc, chẳng phải không, năng sở tiêu tan, trong ngoài vắng lặng. Đây lại là bất nhị pháp môn. Chư thiện nhân ở thế giới cực lạc phần đông thường tu theo phương pháp này để tiến lên thập địa cho đến khi thành Phật. Nhưng hãy thôi, thời gian không còn nhiều, giờ đây
ta đưa ngươi đi xem liên hoa đại tháp của Đức A Di Đà, ngươi sẽ có dịp chứng kiến điều ta vừa nói. 20. Liên hoa đại tháp. Kế tiếp, tôi lại trì chú bay lướt giữa hư không theo Đức Quán Thế Âm. Các đỉnh tháp, lầu đài lần lượt như chớp vượt qua bên mình, rớt lui lại đằng sau. Không bao lâu, một tòa đại tháp cực hùng vĩ tráng lệ, cao lớn tưởng chừng gấp mấy vạn bụi dãy núi Côn Lôn ở Trung Quốc, hiện ra trước tầm mắt. Đây là Liên Hoa Đại Tháp, cao vút ước mấy vạn tầng, lộ bày những cạnh góc, vòng cung nhiều không thể tính xiết được. Toàn tháp màu trong suốt, phóng vô số đạo kim quang. Bên trong ẩn khuất vang ra câu niệm Nam Mô A Di Đà Phật rất rành rẽ rõ ràng. Khi thì giọng ai thiết, lúc thì như cầu cứu, lúc lại mạnh mẽ rang rãng hùng hồn. Liên Hoa Đại Tháp là chỗ du ngoạn của muôn ức vị thuộc phẩm thượng trung. Theo lời Đức Quán Thế Âm, sự cao lớn của tháp nhân gian không thể hình dung được, bởi thể lượng to bằng ngàn muôn quả địa cầu hợp lại. Vì thế về chiều cao, người trần chẳng làm sao tưởng tượng nổi. Trong tháp có các loại cung điện nhiều hình thức, kiểu dáng, nhiều màu sắc, tất cả đều chiếu sáng rực rỡ huy hoàng. Những vị du ngoạn có thể tự bay xuyên qua tường vách, muốn lên hay xuống nơi nào, chỉ cần khởi niệm là đến. Lên tháp này có thể thấy vô số tịnh đồ cùng quế đồ ở khắp cõi Hoa Tạng mười phương. Những tướng trạng và tình cảnh chánh báo, y báo nơi các cõi đó thật vô lượng vô cùng, chẳng làm sao diễn tả nổi. Bồ Tát đưa tôi vào tháp, bay vượt từ tầng này đến tầng khác như đi lên thang máy. Tôi thấy mỗi tầng đều có nhiều nam tử độ tuổi 30 đang ngồi ngay thẳng niệm Phật. Các thanh nam tùy theo tầng sai biệt, trang phục ở mỗi tầng đều khác nhau, đại ước hơn 20 loại màu sắc, nhưng đặc biệt không có một nữ nhân nào. Bồ Tát bảo, chư vị nơi đây 6 thời tu hành tinh tấn, ngoài ra cũng có lúc chỉ tình, khi tạm ăn dưỡng, hiện tại là thời niệm Phật. Tôi xin phép thử dừng lại ở một tầng khoảng trung ương, vào xem đại chúng niệm Phật ra sao. Liếc mắt quan sát, chư vị chia thành hai bên tả và hữu, ngồi trên bồ đoàn dày đẹp, tỏa ánh quang minh, chắp tay đối diện nhau, đồng tay niệm Phật. Xong chỉ nghe tiếng chuông mõ, tiếng tỳ tùng, không thấy pháp khí chuông mõ đâu. Chính giữa có một đại Bồ Tát tướng tốt trang nghiêm đang chỉ đạo hướng dẫn. Những vị kỳ niệm đắc lực trên đầu đều phát ra ánh sáng. Trong ánh sáng hiện vô số quá Phật và Bồ Tát cùng nhiều tướng trạng như lâu cát, lưới châu, ao sen, hàng cây báo, bảo tháp, hoa đẹp cùng các loại trân cầm bay lên bay xuống, đồng thanh niệm Phật. Trong đại tháp còn có các loại đèn xích châu, đèn hoàng ngọc, đèn lưu ly tự động biến hiện nhiều loại hình tướng, phóng ra nhiều sắc quang minh. Tóm lại, cảnh tượng trong Liên Hoa Đại Tháp nói không xiết, kể chẳng cùng. 21. Lời khai thị của Đức A Di Đà. Sau khi tham quan đại lược chính phẩm hoa sen, Bồ Tát đưa tôi trở lại nơi Phật ngự. Tôi đảnh lễ ba lại, quỳ xuống trước Đức Từ Tôn, cầu xin khai thị. Đức A Di Đà thuyết pháp bằng lời kệ: chúng sanh cùng chư Phật, tánh thể vẫn đồng nhau, vì mê chân như tánh, ba cõi mãi gian lạc. Bởi vọng chấp phân dân, lầm nhận quyển là chân, hết thân này thân khác, luân hồi khổ muôn phần. 48 đại nguyện, thề cứu độ chúng sanh, gái trai cùng già trẻ, giữ vững tín nguyện hành, một lòng không tạp loạn, gồm thiền tịnh tinh anh, lâm chung 10 niệm tịnh, quyết định được giảng sanh. Nghe xong, tôi lại đảnh lễ, quỳ chắp tay, nhờ xin chỉ dạy thêm. Đức Phật bảo, ngươi cùng chúng sanh cõi ta bà có nhân duyên, muốn cứu độ loài hữu tình và quyến thuộc, phải lấy giới luật làm thầy, dạy người tu tập môn thiền tịnh. Đối với các tông trong Phật Pháp và các giáo phái khác như Gia Tu giáo, Ấn Độ giáo, Hồi giáo, Tiên giáo, Thần giáo, Nho giáo, phải hỗ trợ đoàn kết, chẳng nên tranh chấp vị bán nhau. Nói đây là chánh kia là tà, bởi tất cả các pháp đều là Phật Pháp. Cửa Phật rộng lớn, bao quát 84.000 pháp môn. Các tôn giáo dù cứu cánh hay không cứu cánh đều là những nấc thang phương tiện để cho quần sanh tùy căn cơ sở thích tiến lần từ chỗ thấp đến nơi cao, và đều là những chiếc bè giả tạm. Nếu biết tu hành thì tà trở thành chánh, thấp sẽ thành cao, ma sẽ trở thành Phật. Phải hỗ trợ tương ái, chỉnh tà phò chánh mới phù hợp với tông chỉ huệ mạng của Phật Đà. Đức Từ Tôn yên lặng một giây rồi nói tiếp: thôi, thời gian giữa cõi thánh phàm có khác,
người nên sớm trở về. Tôi Đô Ba Phen bái tạ, chắp tay từ từ lui bước. Rời khỏi nơi Phật ngự, tôi định thần trì chú Lăng Nghiêm. Hai đóa sen lại hiện ra nở chân, đưa thân hình vượt lên hư không, bay đi như làn chớp. Lần này không để qua các cung trời, mà đi thẳng về cảnh Trung Thiên La Hán. Tôi đình chỉ sự trì niệm, nhẹ nhàng đáp xuống núi. Hoa sen nơi chân cũng biến mất. Bước vào điện, vị Tỳ Khách Tăng mời ngồi. Bảo đồng tử bưng nước thanh hương thỉnh giải lao. Sau đó lại đưa vào tăng phòng cho tôi an nghỉ. 22. Tỉnh giấc nơi động Di Lặc núi Cửu Tiên. Trong cơn mơ màng, tôi chợt tỉnh lại giữa màn đêm bốn bề đen tối như mực. Quang cảnh chùa tháp Chư Thiên Bồ Tát ẩn mất dáng tâm. Điện lầu hùng vĩ rực rỡ ánh vàng, cổ thọ kỳ hoa cũng đều biến dạng. Hồi tỉnh lại những tháng cảnh từ lúc ban sơ đến cõi cực lạc như còn hiện rõ ràng trước mắt. Tôi có cảm giác mình đang ngồi dưỡng thần trong một thạch động. Không bao lâu bên ngoài lộ vẻ sáng, liền nhận rõ đây là động Di Lặc thuộc núi Cửu Tiên. Tinh thần tôi cũng lần lần khôi phục trạng thái bình thường. Nhớ lại thời gian trải qua các nơi, ước độ 20 tiếng đồng hồ. 23. Đường về chùa Mạch Tà Nhan. Tôi ở lại động lễ sám vài ngày, hết cảm xúc lại trách thương cho thân phận. Nghĩ tiếc mình đã tự cao, khiến nỗi không biết bao giờ được về cõi Phật. Sang đến ngày thứ ba, tôi mới lìa khỏi núi, lần bước về chùa cũ cách Sơn Động hơn 20 dặm. Đến Xích Thủy Nhai, thấy người đi rộn ràng, lính tuần tra đón hỏi với căn cước, chứng minh nhân dân. Trong lòng chợt thấy mối kinh lo, tôi thầm niệm thánh hiệu Quán Thế Âm, cầu xin gia hộ. Mầu nhiệm thay, quân sĩ làm ngơ không gọi đến. Hỏi thăm khách đi đường, thì ra lúc bấy giờ, nhằm ngày mùng 8 tháng 4 năm Quý Sửu, dương lịch là 10 tháng 5 năm 1973. Tính lại mình ra lìa nhân gian đã 6 năm gần 6 tháng. 24. Chút cảm niệm cuối cùng. Hoa tiếu quanh đề quán tự tại, kim hà hồng nhật đại a di. Dân tự khứ lai sơn bất động, cao tăng bích nhãn hữu thụy mi. Ôi mê là chúng sanh, tỉnh là Bồ Tát, mê tỉnh đều do mình tự giác. Nào khách hữu duyên, sẵn túc dân, trả nguyện cố gắng độ quan thân. Tôi nghĩ từ đây mình phải nói chí sư phụ là hư dân lão hòa thượng và theo chân chư tôn đức trên đường hoằng pháp đời sanh. Hoàn cảnh cùng túc nguyện đã an bài, không còn làm khác được nữa. Trên đường trở về, tôi thẫn thờ bước đi từng bước nặng nề với bao nhiêu trách vụ khó khăn, với tương lai đầy bất trắc đang chờ đón trước mặt. Xa xa cánh chùa Mạch Tà Nhan lần hiện rõ mái cong qua hàng dương liễu, vài cánh án xuân còn sót lại bay lơ lửng bên cung trần. Hay lời bạc, Ngẫu Ích đại sư bảo: con người cho rằng thiền tông để độ hàng thượng căn, tịnh độ môn để độ hàng trung hạ, nói như thế là vô tình phỉ báng tông và giáo. Thật ra thiền và tịnh đều độ cả ba căn. Bậc thượng căn tu thiền có thể tùy phần chứng đắc, bậc trung căn ngộ tánh bản lai, bậc hạ căn nếu cố gắng tu cũng sẽ đắc định, hoặc tùy phần tâm mà được an định. Hàng thượng căn tu tịnh tất mau chứng niệm Phật tam muội, hàng trung căn sẽ đạt lý nhất tâm đồng với cảnh khai ngộ bên thiền, hạ căn như chuyên tu cũng tiến đến mức sự sự nhất tâm, tức cảnh giới định tâm tương tục của thiền tông. Duy có điểm khác là thiền hoàn toàn dùng tự lực tiến tu, tịnh đã dùng tự lực lại kiêm nhờ tha lực. Cho nên với tịnh môn, hành giả dù còn hoặc nghiệp, nghiệp mê mờ, khi lâm chung nếu nhất tâm trong 10 niệm sẽ cảm được Đức A-mi-đà y theo bản nguyện đến tiếp dẫn giảng sanh về cực lạc.
khi sang cõi ấy rồi thì sống vô biên kiếp, không còn luân hồi trở lại nữa, và tu tiến mãi cho đến lúc chứng quả vô thượng bồ đề. Đây là điểm đặc biệt siêu thắng của môn niệm Phật. Pháp môn tịnh độ cũng không có chi kỳ lạ, chỉ tin sâu, nguyện thiết và cố gắng hết sức hành trì. Được sanh cùng không là do tính nguyện có sâu thiết hay chăng? Phẩm sen cao hoặc thấp hoàn toàn thuộc về công phu hành trì hơn kém. Xin nhấn mạnh để hành giả lưu ý, phẩm sen cao thấp không phải là điểm trọng yếu. Chính vấn đề là có được giảng sanh hay không. Nếu chẳng được giảng sanh, dù có bao nhiêu công đức cũng hóa thành nhân thiên phước báo. Cho nên một chữ nguyện rất quan trọng. Nguyện không ái luyến ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con cái, cho đến tất cả thầy trò, thân bằng quyến thuộc. Nguyện không tham danh vọng tiền của, nhà cửa ruộng vườn, sắc đẹp, tước quyền. Nguyện không cầu hưởng phước báo cõi người, cõi tiên, cõi trời. Nguyện không cầu thánh quả thấp của thanh văn, duyên giác, chỉ cầu quả vị vô thượng bồ đề của Phật để độ mình, hàng thân tình, oan trái và tất cả chúng sanh. Cổ ngữ có câu: thông minh phản bị thông minh ngộ, có nghĩa kẻ thông minh thường bị sự thông minh làm cho lầm lạc. Bởi ỷ mình thông minh có học thức nên nhiều người cho môn tịnh độ là thấp kém, thích những lối huyền luận, những pháp cao siêu, nói cho đối phương điếc tai cứng họng, pháp nào mình cũng thông hiểu. Chỉ tội cho bản thân đã rơi vào chỗ sơ thất là lời không xứng hạnh và nhiều ngõ lạc dê. Đây là chuyện đi tìm dê lạc của người láng giềng Dương Chu thời Chiến Quốc, cứ gặp ngã ba ngã tư nhiều lần nên mất lối. Ấy là do đường cái lắm ngã mà dê mất không tìm thấy. Người đi học cũng vậy, chỉ vì mê muội thích phân tích quá chi li mà mất cả phương hướng. Lão Tăng thường thấy lắm kẻ thông minh lạc theo không thiền và cuồng thiền, thích mượn lời ngữ lục của chư cổ đức để nói cho cao kỳ. Ngôn thuyết thì đi trước Phật, Tổ, nhưng hành vi lại ở đằng sau phàm dung. Đến lúc lâm chung, sức nghiệp dập dồn, bốn đại giải thể, thân xác bị thoái hóa, mỏi nhức rên la, không tìm được nơi y cứ, thật đáng thẹn thùa thương tiếc. Trái lại, những người thật thà quê dốt, lòng không phân biệt, chỉ biết chuyên trì một câu niệm Phật, khi lâm chung, phần nhiều có triệu chứng giảng sanh hoặc chết một cách an lành. Đây là điểm đáng lưu ý cho người tu, nên định tâm suy nghiệm cho kỹ. Ấn Quang Đại Sư khai thị cho tín chúng trong Pháp hội Hộ Quốc Tức Tai ở Thượng Hải rằng: tất cả pháp môn đều cậy nơi tự lực, môn tịnh độ đã nương tự lực lại nhờ tha lực. Với tất cả pháp môn, hành giả phải tu sao cho nghiệp sạch, tình không thì mới thoát khỏi luân hồi. Duy ở môn tịnh độ, dù hoặc nghiệp hãy còn, hành giả cũng được đới nghiệp giảng sanh, dự vào hàng thánh. Nhiều người không xét kỹ, xem môn tịnh độ là thấp kém, thật đáng thương xót. Hàng thiện giả đời nay, lắm kẻ cho rằng tham thoại đầu đắc lực sẽ được liễu thoát, tùy ý đi hoặc ở. Đây là lời nói mộng của kẻ chưa mở chánh nhãn mà thôi. Xin dẫn đôi việc xưa nay để chứng nghiệm. Đời nhà Thanh, trong những niên hiệu Càn, Gia, Càn Long, Gia Tĩnh, có ba vị thiền tăng làm bạn đồng tham. Sau khi viên tịch, một vị đầu thai ở tỉnh Giang Tô tên là Bành Uẩn Chương, một vị sanh ở tỉnh Vân Nam tên là Hà Quế Thanh, còn một vị ở Hiệp Tây là Trương Phí. Trong ba người, duy có họ Bành là nhớ được đời trước. Sau vào kinh thi hội, gặp hai vị kia liền kể lại việc làm tăng trong tiền kiếp. Hai người nọ tuy không nhớ được, nhưng khi cùng gặp mặt cảm thấy như đã quen biết từ lâu, nên kết nhau làm đồng bạn. Trải qua thi hội rồi đến kỳ điện thí, Bành đỗ trạng nguyên, Hà đỗ bản nhãn, và còn Trương thì trúng bậc truyền lô. Bành từng làm chủ khảo rồi đến chức học đài, nhưng lại tham sắc, sao mãn phần ở tại nhà. Hà làm quan chế đài ở Nam Kinh. Khi giặc Hồng Dương,
Hồng Tú Toàn loạn Thái Bình Thiên Quốc từ năm 1843 đến năm 1864, làm phản chiếm mất Nam Kinh 1853, bị Vua Thanh khép vào tử tội. Còn họ Trương làm chức thị độc học sĩ, giáo hóa tự quân là Hàm Phong Hoàng đế, bị loạn hồi hộp bắt đem giết đi. Ba vị ấy có thể nói là bậc tăng phi thường, chỉ đáng tiếc không chịu tiếp tục tu thiền, lại không biết niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Tuy được hưởng chút hồng phước, nhưng hai người chết không an lành. Còn Bành Uẩn Chương thì tham đắm nữ sắc, e kiếp sau lại không bằng kiếp này vậy. Lại nữa, ở Tô Châu, cô Ngô Ẩn Chi tiên sinh vốn là một vị thám hoa triều Thanh, học vấn, đạo đức, tướng mạo đều tốt. Năm Dân Quốc thứ 10, 1921, ông đến triều lễ chùa Phổ Đà. Có gặp Tệ Nạp, tự nói kiếp trước mình là hòa thượng tỉnh Vân Nam. Lúc đó vì khách hành hương quá đông nên Tệ Nạp không rảnh rỗi để hỏi rõ nguyên do. Năm sau, 1922, lúc đến Dương Châu để ấn khắc kinh điển, rồi sang Tô Châu ngụ một nhà đệ tử tại gia, Tệ Nạp cho người mời Ngô Ẩn Chi đến để hỏi thăm, ý nghĩ rằng ông chẳng mê căn tu đời trước. Nhưng khi gặp mặt đàm luận thì Ngô đã hoàn toàn quên mất túc nhân, từ đó về sau bặt vô âm tín. Đến năm Dân Quốc thứ 19, 1930, lúc đang bế quan ở chùa Báo Quốc thì Ngô Ẩn Chi cùng hai vị cư sĩ là Ấn Tuyền, Hiệp Hòa đến thăm viếng. Tệ Nạp, người áo vá luộm thuộm, đây là lời khiêm cung tự xưng của bậc tu khổ hạnh, hỏi: tại sao ông biết kiếp trước mình là một vị hòa thượng ở Vân Nam? Họ Ngô đáp: lúc tôi 26 tuổi, mộng thấy mình ở cảnh Già Lam, tự biết đó là ngôi chùa nơi một huyện nọ tại Vân Nam. Trong mộng thấy từ điện đường, phòng xá, liễn đối cho đến tam quan, cây cối ao hồ xung quanh, dường như cảnh cũ đã quen. Lại thấy mình là một tăng lớn tuổi. Khi tỉnh giấc nhớ rất rõ ràng, tôi liền lấy sổ ghi kỹ lại từng chi tiết. Về sau, một người bạn làm quan sắp phó nhậm Vân Nam, tôi nhờ tìm hỏi thăm và biên chép lại cảnh trí về ngôi chùa nọ. Khi xác minh, đem so với ký lục của mình thì không sai lấy một mảy. Tệ Nạp khuyên: tiên sinh nay đã 80 tuổi, hậu nhật chẳng còn bao lâu, nên khôi phục lại sự nghiệp xuất trần mới không uổng phụ công khổ tu đời trước. Ngô nói: niệm Phật đâu có chi là cao siêu kỳ lạ mà phải tu trì. Tệ Nạp đáp: niệm Phật chẳng có điều chi hi kỳ hay lạ, bởi nghĩ thế nên người đời không mấy ai chịu niệm. Nhưng nếu chấp định chẳng cao siêu kỳ lạ nên không chịu thực hành, thì ăn cơm cũng là một việc rất không cao siêu kỳ lạ. Thử hỏi ông và mọi người mỗi ngày không ăn cơm có được chăng? Y không đáp được, nhưng y chẳng cho là phải nên không chịu niệm. Cuối năm ấy, hai vị cư sĩ đi theo y báo tin rằng Ngô Ẩn Chi đã mãn phần, vừa tròn 80 tuổi. Họ Ngô vào kiếp trước cũng khéo tu trì, có đức hạnh tốt nên đời này mới cảm phước báo được công danh lớn, thọ số cao, nhưng chưa giữ tròn luân thường. Ngoài ra về Phật Pháp, lý thiền và tịnh đều không tin nhận chắc, nghĩ cũng lạ và đáng thương. Nhưng bốn vị trên đều chưa có sở chứng mà phiền hoặc chưa dứt hết, vẫn còn bị sự luân hồi chi phối. Huống chi mình dám tự hào tham thiền đắc lực, đi ở tự do ư? Như đời Đường, cha của Lý Nguyên làm quận thú ở Đông Đô, bị An Lộc Sơn tạo phản bắt đem giết. Lý thấy con đường hoang lộ dinh nhục mất còn bất định nên không muốn ra làm quan, sửa ngôi nhà ở của mình ở Lạc Dương thành chùa Huệ Lâm, rước Viên Trạch Thiền Sư về làm trụ trì. Phần ông cũng ở luôn tại đó tu hành. Thời gian sau, Lý Nguyên muốn triều lễ thánh tích ở núi Nga Mi, mời ngài Viên Trạch cùng đi. Viên muốn theo con lộ từ Trường An sang Hiệp Tây, Lý vì không thích trải qua kinh đô nên nhất định dò theo thủy đạo ngang qua Kinh Châu. Viên Trạch biết mình đi chuyến này không còn trở về nữa, nên đem hậu sự ghi dặn lại nơi tờ giấy, rồi để trong quyển kinh nơi bàn. Xong cùng Lý Nguyên xuống thuyền khởi hành.
khi tới Kinh Châu sắp tiến vào ngã Hiệp Tây. Vì thủy lộ nơi đó hiểm trở nên chưa đến chiều phải dừng thuyền nơi bến tạm. Lúc ấy bỗng có một phụ nhân mặc quần gấm xuống bến xách nước. Viên Trạch trông thấy liền rơi lệ. Lý Nguyên hỏi duyên cớ, sư đáp: tôi không muốn đi theo ngã Kinh Châu vì sợ thấy người đàn bà này. Phụ nhân đây mang thai đã 3 năm, chờ tôi đến làm con, không thấy còn có thể tránh khỏi. Nay trông thấy tức duyên phần đã quyết định, ông nên đi tới người đàn bà đó, họa phù niệm chú cho tôi mau sanh, không bị chướng ngại. Sang ngày thứ 3 nên đi tới nhà ấy nhìn nhau, tôi sẽ đáp lại bằng nụ cười để làm tin. 12 năm sau, nếu còn tưởng nhớ nghĩa xưa, hãy tìm đến chùa Thiên Trúc ở Hàng Châu vào đêm rằm tháng 8, sẽ cùng tái hội bên giếng Cát Hồng. Lý Nguyên nghe nói liền thuật lại cho phụ nhân biết, hỏi thăm chỗ ở và ngó vào bào thai họa phù niệm chú. Người đàn bà được biết liền lộ sắc mừng, khi mọi việc xong xuôi liền vội vã xách nước về nhà. Lý Nguyên trở xuống thuyền thì Viên Trạch đã ngồi thoát hóa. Đến ngày thứ 3, Lý đến nhà viếng thăm, đứa bé sơ sinh liền nở miệng cười. Khi ông trở về chùa Huệ Lâm, tìm thấy giấy tờ ghi hậu sự để trong kinh, càng tin Viên Trạch thiền sư là bậc phi thường. 12 năm sau, Lý Nguyên đến chùa Thiên Trúc ở Hàng Châu vào đêm rằm tháng 8, tới nơi ước hẹn để đón chờ. Vừa khi ấy, một mục đồng ở bên kia sông cầm roi gõ vào sừng trâu ca rằng: hương nguyện ba kiếp phách trên non, nào lúc ngâm phong thưởng nguyệt tròn. Thẹn với người xưa xa đến giếng, thân này tuy khác tánh linh còn. Lý Nguyên nghe ca, đứng bên bờ sông hỏi thăm, mục đồng trả lời vắn tắt mọi việc rồi khen rằng: Lý công thật là trang tín sĩ. Nói xong ngồi trên lưng trâu quay đi, ca tiếp: thân sau thân trước sự bời bời, muốn nói e mình đứt ruột thôi. Ngô Việt nước non đà trải khắp, chèo mây nay lại trở thuyền khơi. Ca xong cởi trâu đi thẳng. Các vị thử nghĩ, Viên Trạch thiền sư thông đạt quá khứ, vị lai, cảnh chứng đắc cao siêu như thế mà không thoát khỏi bị vào bào thai. Nên những vị bảo rằng mình tham thoại đầu đắc lực, có thể đi ở tự do, tệ nạp cho đó chỉ là lời nói mộng. Và những vị tự nghĩ ta là hàng trí thức, môn niệm Phật thấp kém chẳng có chi kỳ lạ, nên không chịu tu, cũng là cái chứng thuộc về sự thấy biết, sở tri chứng. Trái lại với hạng trên, có kẻ lại bảo: tôi dốt nát, căn tánh thấp, việc trong ngoài đa đoan, chắc không thể niệm Phật tu hành được. Nói như thế là tự phế bỏ mình, Phật làm sao cứu vớt? Phải biết, việc tu trì không lựa giàu nghèo sang hèn, trí ngu già trẻ. Có thành thì có cảm, như có ăn tất có no. Ở thế gian, nhiều người vì mê đánh cờ đánh bạc, ngồi luôn ngày lẫn đêm, quên ăn quên ngủ, quên cả thời tiết nóng nực, rét lạnh. Những việc như thế vẫn làm được. Còn niệm Phật là điều tốt, là gieo nhân phước huệ, là duyên khẩn yếu để cứu mình khỏi luân hồi, sanh về cõi an vui giải thoát, tại sao lại không cố gắng tu hành? Do đó, tệ nạp khuyên mọi người đều nên niệm Phật. Ngoài thời tu chính thức, khi ăn cơm mặc áo, đi đứng nằm ngồi cũng niệm. Khi có vọng niệm xấu ác nổi lên, liền dứt trừ, thầm sám hối rồi tiếp tục niệm. Hành trì như thế, thành tâm hồi hướng cũng được giảng sanh. Và người niệm Phật cần phải dung thông cả sự, lý, chân đế, tục đế. Ví như mặt gương tròn sáng rộng lớn, tuy rỗng không chiếu suốt, song vẫn hiện cả người và cảnh, muôn tượng xung la, vật đi không dính mắt, vật đến lại soi hình. Thể rỗng không chiếu suốt là chân đế, là lý, cũng gọi chân như tịch chiếu môn. Muôn tượng xung la là tục đế, là sự, cũng gọi là
sanh diệt sai biệt môn. Chữ đế ở đây ý nói chắc chắn, chân thật, nghĩa là cả chân, tục, sự, lý đều toàn bộ là một thể chân tâm hay Như Lai tạng tâm. Thiền tông từ không môn đi vào, chủ về lý, về chân đế. Tuy muôn hạnh đều tu mà không lập một pháp, chẳng dính chấp điểm trần. Tịnh độ từ hữu môn thể nhập, chủ về sự, về tục đế, nơi chỗ chẳng lập một pháp, không dính chấp điểm trần mà tròn tu muôn hạnh. Cho nên bậc trí phải thông dung sự, lý, chân, tục, chẳng nên thiên chấp. Nếu chưa được như thế, thà rằng chấp có, đừng nên chấp không. Chấp có tuy chẳng tỏ thông Phật tánh, nhưng hãy còn nhờ công đức hữu duy sanh về cõi nhân, thiên hoặc cõi Phật. Chấp không thì công đức hữu duy đã chẳng có, công đức vô duy lại cũng không, gây thành cái chấp đoạn diệt, bát phá nhân quả, làm cho chúng sanh lạc lầm, Phật pháp rối loạn, mối họa rộng lớn không thể diễn tả. Chúng ta niệm Phật bắt đầu từ chỗ có niệm mà dụng công, niệm lâu dần đến chỗ vắng lặng, tâm và cảnh đều quên, không thấy mình là người niệm, Phật là vị được niệm. Xong mỗi câu mỗi chữ đều rành rẽ, liên tục, rõ ràng. Đó là cảnh niệm mà không niệm, không niệm mà niệm. Nhưng công phu này chẳng phải bước đầu tiên liền có được. Nếu chưa đến trình độ ấy, vội nghĩ rằng mình còn có niệm, tức còn vướng mắc, vội chê bỏ chẳng dụng công, đi tìm cái không không, thì chẳng khác nào tự phá nhà mà muốn được nơi yên ổn. Bậc thiện đức khi xưa do dung thông sự lý, nên tuy không môn mà chẳng bỏ các công đức thuộc hữu môn. Như Ngài Vĩnh Minh Thọ và Thủ Sơn Niệm Thiền Sư, mỗi bữa đều tụng kinh Pháp Hoa. Tổ Phổ Am và Khuê Phong Thiền Sư đều tụng kinh Hoa Nghiêm cho đến Viên Giác. Câu Chi Thiền Sư trì chú Chuẩn Đề. Thiên Thai Trí Giả kim tu niệm Phật. Liên Trì Đại Sư là bậc triệt ngộ về thiền đã bảo: chấp sự mà mỗi câu Phật nối nhau, chẳng uổng công phu nhập phẩm. Chấp lý nhưng tâm chưa thông đạt, khó khỏi mối họa lạc ngoan không. Biển Phật Pháp rộng vô biên, tệ nạp xét mình là kẻ dung thường, không dám nói nhiều, e rằng nhàm tai bậc tri thức. Pháp hội này gọi là hộ quốc tức tai. Mối họa thời nay ngày một thêm nhiều, như chiến tranh, trộm cướp, bão lụt, động đất, sóng thần, lửa cháy rừng, mất mùa đói khát, nạn sâu rầy châu chấu, nạn phi cơ xe thuyền, bệnh hiểm lạ phát sinh là do nhân loại tạo nghiệp sát nặng, tâm tư âm độc, tham mê ái dục, chế khí giới tối tân để giết hại nhau, cư xử trái đạo luân thường. Muốn tiêu tai nạn, hộ quốc gia, phải dứt sát nghiệp, trừ ác tâm và thực hành tám chữ: hiếu, để, trung, tín, lễ, nghĩa, liêm, sĩ. Muốn thực hành các điểm trên lại cần phải có ba điều tin là: tin tội phước báo ứng, tin siêu đọa luân hồi và tin có Phật, Trời, Thần, Thánh. Điều thứ nhất, tại sao phải tin tội phước báo ứng? Bởi căn cơ đời này phần nhiều thấp kém. Nếu chỉ giảng về đạo lý cao siêu như giữ cho tâm trong sạch, chân chánh, thường hằng, sáng suốt, vô ngại, rỗng không, chẳng dính mắc, tất chẳng mấy ai làm được. Cho nên những lý luận đó chưa đủ để cải thiện nhân tâm. Vì thế cần phải đề xướng rộng thuyết nhân quả, làm lành sẽ được hưởng phước lành vui, tạo ác tất chịu tội báo nạn tai đau khổ. Điều thứ hai, tại sao phải tin siêu đọa luân hồi? Nếu theo thuyết duy vật cho rằng người chết là mất hẳn, không có sự siêu đọa thọ tội phước cùng linh hồn đi đầu thai, thì cần chi làm lành, nhập gì tạo điều phải, việc tốt. Như thế mọi người cứ tham ô, dâm loạn, cướp giật, giết hại, dối trá, lường gạt, miễn sao mình hưởng điều khoái lạc là đủ. Bởi chết rồi tâm thức tiêu tan,
đâu còn chi nữa mà phải lo tội dạ. Cho nên thuyết duy vật cho chết là mất, nên gây tai họa lớn lao nguy hiểm vô cùng. Nên biết linh hồn vọng thức tuy là huyễn, nhưng chỉ huyễn đối với bậc thánh đã trong sạch sáng suốt, dứt hết nghiệp hoặc vọng tâm. Còn hàng phàm phu vì còn vọng nghiệp, còn linh hồn, nên vẫn ở trong vòng luân hồi nhân quả. Ngày nay 1990-2005, các nhà ngoại cảm đi tìm hài cốt thất lạc đã tiếp xúc với vong linh chưa siêu thoát. Điều thứ ba, tại sao phải tin có Phật trời thần thánh? Cổ ngữ có câu: nhân gian tư ngữ, thiên văn như lôi, ám thức khuy tâm, thần mục như điện. Nghĩa là người nói thầm lén, trời nghe rõ như sấm vang. Nhà tối tâm sai trái, mắt thần nhìn biết rõ ràng như điện chớp. Phải biết chư thiên chư thần do phước báo thanh tịnh, tạm đắc ngũ thông, nên có thể biết rõ tâm tư, nghe thấy lời nói, hành vi thầm kín của hàng phàm tục. Huống chi chư Phật, Bồ Tát thần thông rộng lớn, chẳng những thấy biết rõ từng chi tiết, mà còn thông đạt vô biên kiếp về trước, thấu hiểu vô lượng kiếp về sau, tin nhận mọi tâm niệm hành vi của mình đều có Phật trời thần thánh soi thấu chứng tri, như nhìn vào lòng bàn tay. Từ đó ta mới biết sợ mà không dám làm ác. Trong Bồ Tát giới có câu: tâm sợ khó sanh ác, lòng lành khó phát xấu xa, là nói về điểm này. Con người hỏi tệ nạp đã khuyên người giữ giới, ăn chay, làm lành, niệm Phật là đủ, sao còn bảo nên thường niệm Quán Thế Âm Bồ Tát là có ý gì? Điều ấy không chi lạ, bởi thời mạt hậu sự khổ thêm nặng, Đức Quán Thế Âm lòng bi sâu, Bồ Tát lại có nhân duyên lớn với chúng sanh cõi ta bà, nên cần nhờ sức vô duyên từ của Ngài để cứu độ trong khi cấp nạn. Sức từ bi ấy ví như bóng trăng in muôn dòng nước lặng, từ điểm sương cho đến điểm suối, hồ, sông, biển, nếu nơi nào có nước trong tất được ảnh hưởng của ánh trăng chiếu suốt. Nước trong là chỉ cho tâm niệm chí thành. Tâm niệm này phần nhiều xuất phát từ cảnh nguy, nạn hiểm bất ngờ, khiến chúng sanh quên mất thân tâm để cầu cứu. Có kẻ nói, theo Phẩm Phổ Môn Kinh Pháp Hoa, niệm Quán Thế Âm rớt xuống vực sâu sẽ được cứu, rơi vào lửa dữ không bị cháy. Nói như thế tôi chưa tin, quý vị thử niệm danh hiệu Ngài rồi nhảy xuống vực, lao vào lửa, xem coi có bị tan xương, bị chết cháy hay không. Bảo như thế là hồ đồ không đúng. Bởi còn có niệm thử thách, tất chưa quên hẳn thân tâm, chưa chí thành khẩn thiết, làm sao được sự cơ cảm cứu độ, vô duyên từ. Giả lại, Kinh Pháp Hoa do Phật nói, không tin lời Phật đâu phải là Phật tử. Hồi thời Hoa Nhật chiến tranh, phố xá xung quanh vùng Bắc, ở cảng Hộ, bị bom đạn thiêu hủy hết. Duy có căn phố của một đệ tử quy y với Tệ Nạp là Hạ Hinh Bồi vẫn còn trơ trọi nguyên vẹn. Nguyên do bởi lúc ấy, cả nhà đều chí thành niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát. Lúc đó, Hạ Hinh Bồi đang làm việc trong tòa soạn báo Tân Văn, y cũng niệm hồng danh Bồ Tát, nên gặp điều may mắn khác thường. 7 ngày sau, được đệ thập cửu lộ quân cứu thoát khỏi vòng dây, chở đưa về nhà, trong người chẳng bị thương tích chi. Tất cả đồ vật trong nhà đều còn nguyên, không bị tổn thất. Lại một đệ tử tại gia của Tệ Nạp ở huyện Văn Hỷ, tỉnh Sơn Tây, tên là Diệp Tư Sơ, vẫn thường niệm Quán Âm. Một hôm dân có việc cần, y cởi lừa qua vùng Đại Lãnh, một bên là núi cao, bên này là vực thẳm. Do trời lạnh, tuyết đóng thành băng, lừa trợt chân té ngã, nên y rơi lăn xuống vực. Lúc ấy, Diệp hốt hoảng niệm Quán Âm mấy câu, vừa may nửa chừng có nhành tùng de ra, y rớt vào mấy cây tùng nhỏ chi chít, nên bám vào đó mà lần leo lên được. Con lừa cũng không bị hề hấn chi. Nằm nghỉ một lúc cho khỏe và tỉnh hồn, Diệp nhìn xuống vực để quan sát cho kỹ, thì điều kỳ lạ, trong vực sâu thẳm không có cội tùng nào de ra cả.
chuyện linh cảm về việc niệm hồng danh Quán Thế Âm, lắm người đã kinh nghiệm hoặc mắt thấy tai nghe còn rất nhiều. Nay chỉ thuật ra đây vài chi tiết để làm chứng tín. Lời của Tệ Nạp tuy quê mùa nhưng thiết tha dẫn giải, nhưng vẫn không ngoài ý kinh lời tổ. Mong chư vị đừng vì những kẻ dung thường mà chê bỏ chánh pháp, thì sự an ổn và đắc ích rất lớn lao. Trên đây là những lời khai thị của bậc tôn đức Ngẫu Ích Ấn Quang về việc nhân quả luân hồi. Riêng bút giả lời khiêm cung của Hòa Thượng Thiền Tâm xin dẫn thêm bằng chứng theo quyển Luân Hồi Trong Thời Khoa Học. Ông Trương Thái Diêm là một nhà ái quốc nhiệt thành, nổi tiếng cương trực, dám nói không sợ chết. Năm Dân Quốc thứ tư 1915, Viên Thế Khải muốn làm hoàng đế, sợ ông phản đối chỉ trích nên dụ tới Bắc Kinh rồi giam lỏng ở chùa Long Tuyền cho quân canh giữ. Thái Diêm buồn giận, mộng thấy mình làm Diêm La nên gửi thơ cho Hòa Thượng Tông Ngưỡng có đoạn như sau: vào đầu tháng chạp năm rồi, đệ tử mộng thấy có người đem thiệp mời đi dự tiệc. Dưới thiệp thư danh vị chủ yếm là Dương Ngao. Dương vốn người ở Chấn Trạch, bậc hiền tể, thừa tướng đảm lược của vua Võ Tôn đời nhà Minh. Đệ tử chưa kịp suy nghĩ chi khác thì ngoài cửa đã có xe ngựa đón rước. Đến nơi, trong dinh đã bày sẵn đại yến, phân chia thành nhiều nhóm, có người Trung Hoa, người Ấn Độ và người các nước Âu Mỹ. Về nhóm người Trung Hoa thì ngoài Dương và đệ tử còn có Hạ Hầu Huyền, Mai Hiểu Thần và các vị bồi yến. Đệ tử hỏi Dương: đọc qua lịch sử biết tiên sinh là bậc danh đức, song từ trước đến nay vẫn chưa có chén rượu thừa hoang, chén rượu giao tiếp vui vẻ, sao bỗng dưng lại được hân hạnh vào đại yến này? Dương Ngao đáp: lệnh trên cử tôi cùng ông giữ chức Diêm La xử án, Hạ Quân làm tài phán quan, Mai Quân làm tổng kiểm soát. Những vị nơi đây đều chia nhau chủ xử về hình sự ở năm châu. Đệ tử lại hỏi lại: việc tuyên xử căn cứ theo pháp luật nào? Dương đáp: nơi đây tham cứu theo hình luật các đời Hán, Đường, Minh, Thanh, Âu Tây và Nhật Bản. Từ đó mỗi đêm đệ tử đều được mời đi xử án, chỉ có ngày Chủ Nhật là tạm nghỉ. Việc xử cũng chẳng có chi trọng đại, gồm các tội gông xiềng, khổ sai, côn trượng, cầm cố nơi ngục tối. Tội nặng thì giam tù trăm năm cho đến một kiếp. Có lẽ vì tin Phật, cúng dường tam bảo nên đệ tử không có nghiệp trong thế giường sắt, vạc dầu, cột đồng lửa cùng các ngục hàn nhiệt, nhưng hỏi ngục tốt thì họ đều nói thấy. Khi tỉnh lại, đệ tử bỗng chợt hiểu kinh Phật nói những hình khổ ấy là đều do sức nghiệp của tội nhân hóa hiện, không có ai bức bách. Giả lại cũng hiểu rằng mình làm vua Diêm La là bởi tánh can cường nóng giận chiêu cảm. Đệ tử nghĩ phải dùng từ bi quán để phá nghiệp nóng giận đó, song chưa biết cách thức công dụng ra sao, xin kính nhờ Hòa Thượng xót thương chỉ dạy. Vào năm 1900, ở Thụy Sĩ có nhà tâm lý học tên Flournoy có viết quyển sách nhan đề Từ Ấn Độ Đến Hỏa Tinh. Trong sách đại ý nói: có vị tiểu thơ con một nhà hàng hải, tự biết kiếp trước mình là công chúa nước Áo tên Marie Antoinette, được gả về Pháp Quốc làm hoàng hậu vua Louis thứ 16. Trước kiếp đó nữa, cô ta là công chúa nước Ả Rập gả cho một hoàng tử Ấn Độ. Hiện tại tiểu thơ có thể viết và đọc tiếng Sanskrit rành rẽ. Điểm kỳ lạ là cô còn nhớ mấy kiếp về trước đã sanh làm người ở Hỏa Tinh, diễn tả rõ cảnh giới trên đó và nói được tiếng Hỏa Tinh. Tiểu thơ lại đem ngữ thoại Hỏa Tinh dịch thành pháp văn. Cô nói tiếng Hỏa Tinh rất hay, văn Hỏa Tinh lại thông thuận với văn pháp và đem so sánh phân tích rành rẽ. Trên đây là ít bằng chứng nhân quả luân hồi một cách hiện thực. Đoạn trước nói về thiền của các bậc tôn túc, không phải xem thường thiền tông, chẳng qua là chỗ đậu cơ thuyết giáo. Thuyết dạy hợp với trình độ và thời điểm để làm lợi ích cho chúng sanh đó thôi. Bởi các vị đều là hàng cao tăng đại triệt đại ngộ, có thể là các bậc Bồ Tát tái lai, không còn tướng ngã nhân tranh chấp.
thiền và tịnh đều là những ưu điểm giống như nhau. Giản dị, khái quát và trực thiệp, vào thẳng vấn đề. Nhất là tịnh độ, rất thích hợp và lợi ích đối với căn tánh thời nay. Chính Hư Vân Thiền Sư, một bậc Bồ Tát, tuy Hoằng Dương Thiền Tông để làm mô phạm và hóa độ những vị có túc căn về thiền, nhưng vẫn khuyên người niệm Phật. Việc Đức Quán Thế Âm hướng dẫn Khoan Tịnh Pháp Sư đến cõi cực lạc cũng không ngoài điểm đại bi cấp cứu, hợp pháp hợp cơ đối với thời mạt hậu này. Còn chỗ bát phá của chư Tôn Túc là phá lối chấp sai lầm của hạng không thiền, cuồng thiền để phò trợ thiền tông, chứ không phải bát phá bậc tu thiền chân chánh. Hai hạng không và cuồng trên thường nói, bản thân ta là Phật, cần chi phải niệm Phật, như trên đầu lại để thêm cái đầu khác, làm sao cho hợp. Hoặc bảo, bản thân ta là Phật, cần chi phải lễ Phật sám hối, đem ông Phật này lạy ông Phật khác là điều vô lý. Đó là những lời cầu cao nói suông, quên xét mình còn là hạng phàm phu đầy tội chướng. Tóm lại, vì những ưu điểm giống nhau mà thiền và tịnh đều không thể bị mai một. Nếu biết khéo dùng thì môn này lại hỗ trợ cho môn kia. Đến như phần đề cập về năm vị tăng, ý của Tổ Ấn Quang muốn phân tích rõ điểm khó dễ đối với thời cơ xưa nay cho người tu suy gẫm để được lợi ích giải thoát. Theo bút giả, trong ý đại khái có 3 điểm. 1. Người xưa đạo căn phần đông sáng lẹ, bậc tri thức cũng nhiều, nên đường tu tập dễ tiến. Trái lại, người đời nay căn cơ đa số là hạng trung, hạ, tâm nhiều hư vọng phân biệt. Sự giảng luận tự hồ thông sáng bên ngoài, song lại loạn tối bên trong. Bậc tri thức lại ít có, tà ma ngoại giáo xen lẫn vào cửa đạo, nên đường tu dễ bị lạc lầm. 2. Thời trước, chánh pháp còn thạnh, bậc cao đức còn nhiều. Dù đời này giải quyết việc sống chết chưa xong, vẫn còn hy vọng những kiếp về sau, cuộc sống thuở xưa lại đơn giản. Tổ chức xã hội thời nay phiền toái rối ren, chiến tranh tai nạn ngày càng nhiều, nên sự tu tiến rất khó. 3. Người xưa nói, các bậc vương hầu, nhà quyền quý, cho đến hạng thông minh tài tuấn, phần nhiều đều phát xuất từ cửa Tam Bảo, nên có câu sơn trung vô tỳ kheo, triều trung vô tể tướng. Nhưng cũng cần nhắc thêm một câu nữa của cổ đức, nếu không hiểu đạo thì sự tu đời này là mối thù của kiếp thứ ba. Bởi có công tu nên kiếp sau mới được phú quý, nhưng trong dòng phú quý ấy lại dễ đắm theo tài sắc danh lợi, tạo nhiều nghiệp, tiếp sang đời thứ ba phải bị đọa. Trong ngàn người mới có một đôi người không quên mất túc căn, nối bước tu hành. Như trong năm vị cao tăng, Ngài Ấn Quang đã dẫn chứng, hết 4 vị đã thoái chuyển. Duy Viên Trạch Thiền Sư là bậc liễu đạo, có lẽ đã chứng sơ quả Tu Đà Hoàng. Song bởi dư nghiệp chưa dứt, nên Ngài không tránh khỏi bị trở vào thai, còn phải 7 lần sanh lên cõi trời, 7 phen trở xuống nhân gian, mới chứng quả A-La-Hán, thoát hẳn luân hồi. Cuộc đời mau chóng lắm nổi chìm, nên một vị quan ở Việt Nam đã than thở. Nghĩ kiếp phù sinh bóng bạch câu, đời người thấm thoát có bao lâu? Bao hồi xa mã mau chùng bước, mấy nỗi công danh dễ bạc đầu. Tiếng sóng bên gành cơn gió thoảng, ngọc đèn trước án bóng trăng thâu. Tuyết hồng chuyện cũ 10 năm trước, một nén tâm hương gợi mối sầu. Luận thêm về thời cơ, Thiền Tông tuy siêu thắng, nhưng trong thời mạt hậu muốn được giải thoát ngay ở hiện tại không phải là chuyện dễ. Phải là hạng thông minh sáng lẹ, sẵn có túc căn, dùng tử công phu tham cứu thoại đầu và khởi nghi tình. Tử công phu là đi đứng nằm ngồi, ăn cơm mặc áo, cho đến lúc thức ngủ cũng đều phải như một, vẫn không rời câu thoại đầu. Nếu rời thoại đầu, tạm thời không ở trong định, cổ đức cho là đồng như người chết. Cho nên ở chùa Thê Hà và Thiên Đồng tại Trung Hoa,
có rất nhiều vị bất đảo đơn để đạt được mục đích đó. Bất đảo đơn là những vị tu hơi cao, phát tâm ngồi mãi không nằm ngủ để tham cứu, mỗi ngày chỉ ăn một lần, có khi đôi ba ngày, năm bảy ngày mới ăn một lần. Tham thoại đầu và khởi nghi tình là thế nào? Tham thoại đầu chẳng hạn như tham câu: trước khi cha mẹ chưa sanh, ta là ai? Lúc khởi công phải đặt trọng tâm nơi chữ ai, ngưng động rồi soi đi soi lại. Đến khi cảm thấy tâm vừa lơi thì lại đề khởi câu đó, lắng động rồi soi chiếu nữa. Như tiếng chuông này vừa mãn, liền tiếp tiếng chuông khác, chứ không phải đập đi đập lại câu đó mãi. Bậc lợi căn tu lâu, mỗi khi đề khởi, định tâm thêm lan rộng, cảnh giới mới lại hiện ra, mà người xưa gọi là nhất phiên đề khởi, nhất phiên tân. Còn khởi nghi tình là thiết thực để tâm nghi về yếu điểm bí mật câu mình tham cứu, đến chừng nào khai ngộ mới thôi. Chẳng hạn nếu tham câu: muôn pháp về một, một về chỗ nào? Kế lại nghĩ một dung hòa về muôn pháp là sai. Lại như tham câu: con chó có Phật tánh hay không? Rồi phân biệt: chó đây không phải chó Tây, chó Tàu, cũng không phải chó đen, chó trắng. Hoặc lại nghĩ: nay đã là chúng sanh, dù là chó hay mèo cũng đều có Phật tánh. Phân biệt như thế đều sai, không phải lối khởi nghi tình. Cổ thư có câu: tâm bất tại yên, thị nhi bất kiến, thính nhi bất văn, thực nhi bất tri kỳ dị. Khi chú hết tâm vào điểm nào thì quên hết cảnh xung quanh, thấy như không thấy, nghe như không nghe, cho đến ăn cũng không biết mùi vị. Công dụng của nghi tình cũng như thế, càng nghi càng quên dứt hết phân biệt, tâm ngưng động thành một khối. Cho nên người xưa nói: nghi lớn tỏ ngộ lớn, nghi nhỏ tỏ ngộ nhỏ, là vậy. Và đây là điểm khó thứ nhất. Đã dụng công tham cứu, khởi được nghi tình, lại phải cú và ý cho đến nơi đến chốn. Cú là công năng tham cứu thoại đầu, ý là chỗ khai ngộ. Có bốn điểm: một, cú đến ý chưa đến; hai, ý đến cú chưa đến; ba, cú và ý đều đến; bốn, cú và ý đều chưa đến. Xin mượn câu chuyện sau đây, nếu hiểu được một, tất hiểu cả ba điểm kia. Một thiền giả đến tham vấn ngài Hư Đường. Ngài hỏi: khi chưa căng buồm, lái thuyền rong theo gió thì thế nào? Thiền giả đáp: như chim tiêu liêu thấy núi Thái Sơn. Lại hỏi: lúc đã căng buồm rong thuyền ra gió thì ra sao? Đáp: như nước Hoàng Hà chảy ngược dòng. Ngài Hư Đường quát: như thế chưa được. Thiền giả bạch: học nhân chỉ hiểu được có bấy nhiêu, xin nhờ tôn giả khai thị thêm. Hư Đường thiền sư bảo hỏi lại câu trước. Thiền giả hỏi, ngài đáp: như nước Hoàng Hà chảy ngược dòng. Thiền giả thưa: thế thì đâu khác chi lời của học nhân. Ngài quát: cái túi đựng cơm, hãy về thiền đường tham cứu lại. Đây là tổ Hư Đường muốn thử xem thiền giả sức dụng công tham thoại đầu đã đến mức mà ý khai ngộ đã thông suốt chưa. Quả nhiên với thiền giả, cú đến mà ý chưa đến mới chấp câu nói của mình. Trong trường hợp đó, nếu y lễ Hư Đường đại sư ba lạy, chắc có lẽ ngài đã ấn khả. Về sau thiền giả khai ngộ, trình lên bài kệ: hốt ư tâm cảnh cộng vong thì, đại địa sơn hà thấu thoát ly, cổ Phật pháp thân toàn thể lộ, thời nhân tương đối bất tương tri. Tạm dịch: bỗng nhiên tâm cảnh thảy đều vong, cõi đất sơn hà rỗng suốt không, chân tánh pháp dương toàn thể lộ, cùng người cười nói chẳng tương thông. Lúc đó ngài Hư Đường mới chấp nhận. Đây là điểm khó thứ hai về tu thiền. Trong cú và ý cùng đến còn có ba cửa ải phải vượt qua, đó là bản tham quan, trùng quan và lao quan.
bản tham quan là cửa khai ngộ về câu thoại đầu. Trùng quan là từ chỗ vô tâm của bản tham quan, tiến phá kiến hoặc và một phần tư hoặc. Ngộ ngã và pháp đều không, chân tâm dung hòa cùng vạn vật. Vì cửa này dày đặc nhiều lớp nên gọi trùng quan. Lao quan là một phần vô minh hoặc vi tế như màn sương, tuy mong manh nhưng rất kiên cố khó phá, cần phải tiến vượt. Cảnh giới này cổ đức khai thị là phải dùng hải ấn tam muội mà in một cái, kỳ dư đều bỏ hết. Lại xin mượn câu chuyện khác để ví dụ. Một vị tôn túc hỏi thiền giả: thế nào là ý của tổ sư từ Tây dứt đến? Thiền giả đáp: mây ra đỉnh núi không tình ý, nhạn dược đầm trong chẳng dấu tâm. Vị tôn túc cười: cho dù được thế, tỉ như mạc vàng tuy quý, vướng vào mắt cũng bị xốn sang. Ý ngài muốn bảo, dù đã được vô tâm, nếu còn thấy mình vô tâm, nhận đó là đạo cũng chưa đúng, cần phải tiến tu thêm. Thiền giả vâng lời, sao tham cứu được đại ngộ, vượt qua tam quan. Tuy không gặp vị tôn túc như trước để cầu ứng chứng, nhưng đã có bài kệ trần thuật tâm cảnh của mình: kim kê trác toái bích lưu ly, vạn yết thiên hưu chi tự tri, túy ngọa phong phàm thiên chánh ổn, tiền sơn vô phục võ cưu đề. Tạm dịch: gà vàng mổ dở chụp pha lê, muôn dứt ngàn yên tỏ núi về, trời lạnh buồn căng say giấc ngủ, kêu mưa non vắng giọng cưu đề. Trong thiền lục còn có chuyện khác cũng giống như câu chuyện trên, vì sợ phiền nên miễn nêu ra. Tam quan vừa nói, tùy theo thông giáo, biệt giáo hoặc viên giáo, có cạn có sâu. Nhưng nếu so với nghĩa lục tức Phật của Thiên Thai giáo, đại khái cũng chỉ từ văn tự, quán hạnh đến tương tự tức Phật mà thôi. Trừ bậc Bồ Tát quyền hiện, ít có ai đến địa vị phần chứng tức Phật. Chính Ngẫu Ích Đại Sư, một bậc triệt ngộ, cũng khiêm nhường tự bảo: danh tự vị, đây là Phật nhãn, rồi ra biết phó cho ai. Danh tự vị là ngôi viên giải, chẳng phải tầm thường, như có lời tụng: vừa thưởng vô sanh khúc, lại nghe bất tử ca, nay ngộ ngay đương thể, tự hận đã dần già. Quán hạnh tức Phật là địa vị ngũ phẩm thuộc ngoại phàm của viên giáo. Ngũ phẩm là tùy hỷ, đọc tụng, giảng thuyết, kim tu lục độ và chánh hành lục độ phẩm. Tương tự tức Phật là ngôi nội phàm thuộc thập tính của viên giáo: sơ tính dứt kiến hoặc, thất tính dứt tư hoặc, bát cửu thập tính dứt trần sa hoặc. Trong đây cũng có lời tụng: tứ trụ tuy đà thoát, lục trần chữa rảnh không, đôi mắt còn dương bụi, thái hư loạn sắc hồng. Tứ trụ là kiến ái trụ địa, dục ái trụ địa, sắc ái trụ địa và hữu ái trụ địa. Tu thiền dụng công khó nhọc như thế nên ngài Trường Khánh Nhàn ngồi rách 7 chiếc bồ đoàn mới ngộ đạo, Hương Lâm thiền sư khổ công 40 năm mới dung thông thành một khối. Lại chư tôn đức bên thiền từ trước tới nay như các ngài Hư Vân, Lai Quả, Bạch Thánh đều bác bỏ lối tu mặc quán, cho đó là cách dụng công chưa an toàn. Mặc quán hay mặc chiếu thiền là lặng lẽ soi vào bên trong, khi thấy vọng niệm khởi lên liền dứt. Như thế là còn đọa vào lưỡng biên, còn dùng chân phá vọng, như lấy chốt tháo chốt, lâu ngày dễ lạc vào lỗi hôn trầm. Các ngài đều đề xướng phương pháp tham thoại đầu, bởi khi tham cứu, lắng tâm ngưng động là tịch, phá trừ tán loạn, đề khởi soi lại là chiếu. Phá trừ hôn trầm, tịch và chiếu song hành. Tuy vô tâm trừ vọng mà ngầm phá cả hôn trầm tán loạn, không lạc vào bên nào cả. Thật ra mặc chiếu thiền không phải sai. Kinh Lăng Nghiêm đã dạy, bằng cách lặng lẽ đem tánh nghe xoay vào trong, chư tôn đức thời Tấn, Đường cũng có dùng.
nhưng đối với căn tánh người xưa thì có lợi. Với căn tánh sau này, phương pháp đó chưa được siêu màu, kém phần đắc ích. Cũng như thời xưa, chư thiền đức khai thị bằng minh ngữ. Về sau, các hành giả lại đem những minh ngữ đó ra để lý giải, thành thử lạc vào chỗ thấy hiểu phân biệt, mất hẳn tông chỉ. Thấy thế, chư Tôn Túc chuyển đổi dạy bằng ẩn ngữ, nói những câu không nghĩa gì để lấp đường kiến giải của học nhân. Cách sau này cũng bị kẻ hiếu kỳ mua danh mượn đem sử dụng. Cổ Đức lại đổi cách khai thị bằng lối dùng các cử chỉ hành động như giang tay, co duỗi, nhướng mày, đánh hét. Những tác phong đó có thể gồm tóm trong hai câu: mượn vật truyền tâm, thoát nghĩa câu; vượt trần xuất chúng, thái hư màu. Sau rốt, đây là điểm thứ ba nói về sự khó của tu thiền. Trong quyển này, Cực Lạc Du Lãm Ký, Hư Vân Thiền Sư khuyên phải giữ giới, tuân theo quy tắc cũ, đừng vội canh tân. Sở dĩ Ngài có lời ấy, vì hàng xuất gia thời nay, lắm vị đề xướng canh cãi lại tứ phần luật, bác bỏ bá trượng thanh quy và hai thời công phu, vì cho là vướng mắc theo hình thức. Hai thời khóa tụng trong thiền môn vốn đã có từ xưa. Đến thời Đường, Tống, chư tổ lại thêm vào cho đầy đủ, chứ không phải do Ngọc Lâm Quốc Sư đời Thanh biên soạn. Ngài Ngọc Lâm nhận thấy hai thời công phu vẫn hợp với tứ hát, tức bốn cách hát của Tông Lâm Tế, có lợi cho thiền tông, nên đề xướng tán thành. Lại bảo, hai thời khóa tụng là khuôn mẫu, thước đo của các tông. Nếu hàng sơ cơ không hành trì, thì làm sao trừ nghiệp chướng, sanh phước huệ? Phải lấy đó làm nền tảng, giúp sự tiến tu và hóa giải được sự thọ hưởng của đàn na tín cúng. Trong hai thời khóa, thời sớm mai, hành giả tụng Lăng Nghiêm, Đại Bi Thập Chú để phá trừ ngũ dục và sức nghiệm vi tế. Chúng sanh thời mạt hậu, nghiệp chướng rất nặng, không thể thiếu sự trì tụng này. Trong kinh nói, bậc Bát Địa Bồ Tát còn một phần trần sa và vô minh hoặc ẩn sâu trong tạng thức, mà sức thiền quán không tìm thấy nên chẳng thể phá trừ. Chư Phật e sợ các vị ấy say trong cảnh định, tịch chiếu bao la, nên hiện thân cảnh giác và khuyên nên nhớ lại bản nguyện và dạy trì Đà Ra Ni Môn để công phá, khiến cho hoặc chướng hiện ra mới tiêu trừ được. Chính Bút Giả đã từng nghe một nhà giáo nói, không biết đạo Phật có cái gì kỳ lạ, mà tôi thấy mấy ông đạo lúc mới vào chùa rất khờ khạo cùng mằng, khi tu được 3-4 năm lại đổi ra khôn hết mức. Trở lại vấn đề trên, Lăng Nghiêm Thần Chú có 5 hội. Hội thứ nhất là Varukana Satatha Patrain. Đây là Tỳ Lô Giá Na Chân Pháp Hội, có nghĩa những lời bí mật của 12 pháp môn đoạn dưới đều từ nơi pháp thân hay tỳ lô chân tánh lưu lộ ra. Hội thứ hai, Sakyamuni Satatha Prasasita. Đây là Thích Ca Ứng Hóa Hội hay Lăng Nghiêm Giáo Chủ Hội, có nghĩa năm bộ tam bảo trong thần chú gồm chư dược xoa, thần dương, kim cang, mật tích, cho đến tất cả pháp môn đều do Đức Thích Ca và chư Phật thị hiện ra. Hội thứ ba, Avalokitesvara Suparana Mahapayuttapataya. Đây là Quán Thế Âm hợp đồng hội. Bốn môn trong đây đều do Đức Quán Thế Âm trên đồng dưới hợp, viên thông tu chứng chẳng thể nghĩ bàn, đức màu vô tác thành tựu một cách tự tại. Hội thứ tư, Vaira Paniya Satatha Patra. Đây là Kim Cang Chiết Nhiếp Hội do Hỏa Thủ Kim Cang Bồ Tát khai hiển, nên chư Kim Cang Tạng Dương sau khi nghe niệm chú đều dùng sắc lệnh để hộ vệ. Đối với kẻ ác thì chiết phục, với người thiện thì nhiếp thâu. Chư Kim Cang Mật Tích cũng đều hiện phần bản tích ứng hóa của mình. Hội thứ năm, Manjushri Satta Sitata Patrain. Đây là Văn Thù Phú Hộ Hoàng Truyền Hội. Đức Văn Thù hay Mạng Thù Thất Lỵ sau khi lãnh chú đến che chở hộ trì, rồi thay đại chúng thưa hỏi pháp môn tu.
Nếu chẳng phải là bậc đại trí đức thì không thể thông hiểu và hoằng trì pháp môn này. Năm hội trên tượng trưng cho ngũ trí đảnh của Đức Tỳ Lô Giá Na, hợp cả năm hội lại gọi chung là Usnisa Jivala Suram Gama Mahasitata Patram, có nghĩa là Phật đảnh quan tụ cứu cánh kiên cố đại bạch tán cái thần chú. Còn thời khóa chiều hôm, hành giả tụng Mi Đà, hồng danh bảo sám và mông sơn thí thực để giúp tiêu nghiệp, sanh phước và khởi bi tâm, thí thức ăn uống cho cô hồn ngạ quỷ, rồi niệm Phật đem công đức hồi hướng cầu cho mình và bốn ân ba cõi, tất cả loài hữu tình đều sanh về tịnh độ. Cho nên hai thời khóa tụng đều do chư Bồ Tát, tổ sư dùng trí tuệ hiểu rộng thấy xa biên soạn ra để làm lợi vui cho tất cả chúng sanh. Nếu bác bỏ, chẳng những là thiển cận mà sợ e còn có tội với Phật Pháp nữa. Và sau rốt, xin mượn mấy lời để kết cuộc. Biển lệ tràn đầy kiếp chuyển luân, ai người biết nghĩ tự thương thân, xuống lên sáu nẻo thống não vô ngần, con đường xa đọa khôn ly thoát, huyễn thân mấy chốc tám khổ xoay dần, nhục dinh tài sắc bao nhiêu mộng, niệm Phật tu hành một kiếp chân, sớm mượn đài sen về cực lạc, mới mong xa dứt lụy hồng trần, nhọc nhằn mai lại tối, già chết chợt đà gần. Vô Nhất Đại Sư. Phần phụ lục. Pháp yếu tu hành. Yếu điểm của đường tu gồm hai phần sự lý. Lý tu là sửa tâm cho hợp với chân lý. Sự tu chỉnh ba nghiệp giúp chứng cảnh chân như. Sửa tâm là dứt trừ nghiệp tham ái đóng vật, si mê cùng tật đố, ngã mạn với kiêu căng, chớ chạy theo hình thức, say đắm nẻo lợi danh, chuộng địa vị quyền hành, khoe thông minh tài giỏi. Phải sanh lòng giác ngộ, niệm thanh tịnh từ bi, dũng tiến mà kiên trì, sáng suốt mà khiêm hạ. Tự nghĩ mình xưa nay đã tạo nhiều tội chướng, chịu nhẫn nhục sám hối, biết an phận tùy duyên. Duyên tốt chẳng kiêu khoe, duyên xấu không thoái não. Bình tĩnh mãi tiến tu, như bơi thuyền ngược nước, về biển tác bà nhã, đến bảo sở an vui. Đó là phần tu tâm hợp với lý giải thoát. Sự tu là thân nghiệp, lễ kính Phật sám hối, khẩu nghiệp trì chú kinh hoặc niệm Phật khen ngợi, ý nghiệp giữ thanh tịnh, mật tu môn lục niệm, nguyện đền đáp bốn ân. Nguyện mình cùng chúng sanh sinh cõi vui thành Phật, đời đời gặp chánh pháp, tu sáu độ muôn hạnh. Tâm Bồ Đề độ sanh, trần kiếp không thoái chuyển, tu sự mà bỏ lý, làm sao mở chân tâm. Tu lý mà phế sự cũng không thể thành Phật. Tu sự chẳng chấp tướng thì tức sắc là không. Tu lý không bỏ sự, đó tức không là sắc. Lý chính thật chân không, sự là phần diệu hữu. Chân không tức diệu hữu, diệu hữu tức chân không. Nếu chưa đạt lẽ này, thà tu hành chấp có, đừng cầu cao bát tướng mà lạc vào ngoan không. Đây chính hầm khổ đọa kẻ thông minh đời nay. Xưa có sư Tông Thắng, tài huệ biện cao siêu, vì ỷ giỏi kiêu căng nên bị nhục chiết phục, hổ thẹn muốn tự tận. Thọ thần hiện thân khuyên: sư nay đã trăm tuổi, 80 năm lầm lạc, may nhờ gặp thánh nhân, huân tu mà học đạo, tuy có chút công đức mà lòng hay bỉ ngã, ý thông minh biện bác, lấn người không khiêm hạ, lời cao hành chưa cao nên phải bị quả báo. Từ đây nên tự kiểm, ít lâu thành trí lạ, các thánh đều tồn tâm, Như Lai cũng như vậy. Nay có kẻ đua tướng tranh thượng tọa ni sư, mượn thuyết pháp tụng kinh để mưu cầu lợi dưỡng, danh đệ tử chùa chiền lập bè đảng quyến thuộc, thấy có ai hơn mình liền thị phi tật đố, hại thầy bạn phản đạo, lừa dối hàng tính tâm. Lời nói thật rất cao, việc làm thật rất thấp, lý sự đều sai trái, hàng ấy hiện rất nhiều, tạo biển khổ thêm sâu, khiến đau lòng tri thức.
lý sự đại lược thế, công đức làm sao được? Phật là đại y dương, pháp là diệu tiên diệu, là phương thuật rất mầu, là như ý bảo châu, hay trừ nạn nghèo khổ, khiến cho được giàu vui, hay trừ tất cả bệnh, khiến bao được bình phục, hay trừ nạn yếu số, khiến thọ mạng dài lâu, hay khỏi các tai ách như bão lục binh lửa, giặc cướp cùng tà ngoại, ác thú với độc xà, các yêu ma quỷ mị, nạn động đất xe thuyền, những phù chú ếm đối đều phá tiêu tan hết, cho đến trừ tội chướng, sanh trưởng phước huệ to, cứu chúng đọa tam đồ, siêu lên bờ giải thoát, chuyên tụng một phẩm kinh, một chân ngôn hiệu Phật, thì thành tựu các nguyện, thỏa mãn các mong cầu. Chỉ sợ người không tin, hoặc tin mà không sâu, lại ngại không thực hành, hoặc hành không bền lâu, hoặc thực hành bền lâu, không chí tâm khẩn cầu. Chí tâm là không vọng, trì niệm quên thân tâm, lặng lẽ dứt phân biệt, không trong ngoài người cảnh, khi đi đứng thức ngủ, chẳng bỏ câu trì niệm, lúc quẩn gấp an nguy, cũng vững vàng trì niệm, cho đến khi sắp chết, vẫn như thế trì niệm, đắc thất đều do đây. Cần chi hỏi tri thức, không hành như trên đây, Phật cũng khó cứu vớt, huống chi là phàm tăng, giúp ích được gì đâu. Nhớ lời cổ đức dạy, ta có một bí quyết cần thiết khuyên bảo nhau, là hết lòng thành kính, nhiệm màu cực nhiệm màu. Hãy ghi nhớ điều này, lắng lòng suy gẫm sâu. Vô Nhất Đại Sư. Về Tây Phương, cần pháp dược ma cường tan tác, làng tu chân ngơ ngác đôi nơi. Tây Nguyên cũng một góc trời, lọ là đua bước vào nơi thị thành. Đêm tịnh diện chuông thanh ngân ngợi, sông Phương Liên trăng rọi tỉnh mê. Nẻo trần phiền lụy ủ ê, lưới trần thoát tục mọi bề nơi tiên. Đạo quyền quyền lại hư quyền, cơ thiền thiền lại sanh thiền biết đâu. Gắn công bền chí lâu lâu, khơi trong gạn đục thấy màu chân nguyên. Phải căn nguyên bồ đề giống trước, dạng tu trì tỏ được tiền thân. Mái thiền rộng khẩm khôn phân, lắng tâm lãnh ngộ thì gần chẳng xa. Lướt phong ba mấy người chí cả, khỏi ái hà cũng hòa tiền duyên. Bướm loan vượt bể vô biên, gió dây mặc gió dẫn thuyền thì xong. Dốc một lòng lên non đào giếng, mặc lời phàm đem tiếng thị phi. Cam lồ rửa sạch tánh mê, nước trong tỏ hiện trăng kia sáng ngời. Quyết một đời nương theo dấu Phật, là ở mình ấy thật bởi đâu. Màu thiền đắc ý cũng màu, còn hơi chan chút dương hậu công khanh. Chớ đua tranh trong dòng ngũ dục, tắt lửa lòng gắn học ma ha. Cảnh nào cảnh chẳng có qua, non nào non chẳng có tòa thiên thai. Khách trần ai khôn ngoan chèo lấy, tới bảo trì tất thấy hoa sen. Bỏ công kinh kệ hương đèn, Tây Phương về đến một phen an nhàn. Ai về cực lạc mau về, đừng mê trần cảnh mà thê thảm sầu. Cực lạc câu lơn giáp bảy dòng, lâu đài ẩn hiện sáng mênh mông. Mưa qua lác đác trời quang thoại, nhạc ngọc thâm trầm khoảng bích không. Cực lạc mành châu lưới bảy tầng, đẹp màu liên hải vẽ trường xuân. Hoa sen ánh sáng hòa trăm sắc, trọng tỏa hương thanh chiếu rạng hừng. Cực lạc cái quỳnh bảy lớp quanh, trân cầm đua hót dòng kêu thanh. Đường gian rộng rãi treo dây báo, lá bích reo gian tiếng pháp lành. Cực lạc Như Lai đức vẹn tuyền, Quán Âm thế chí sắc vô biên. Hằng Sa Bồ Tát mây lành hội, nghe học màu sâu đạo pháp quyền. Cực lạc Thiên Nhân đức hành thanh, khi ngồi nhập định lúc kinh hành. 32 tướng kim thân đẹp, sống mãi vô ưu bạn đạo lành. Cực lạc Ban Mai chúng thiện nhân, mang qua kỹ nhạc vào mười phương. Cúng dường chư Phật rồi nghe pháp, thiền duyệt thanh tri lúc phản hưởng. Cực lạc trời vui sáng một miền, đẹp màu vượt hẳn cảnh thần tiên. Mi Đà sẵn trải lòng bi nguyện, chưa biết ai là kẻ hữu duyên. Phật lịch 2555, dương lịch 2011.